không có tiền chơi la bu bu, nhóm học sinh tự tay thiết kế bằng giấy và cái kết nhát mà người xem. Không thể phủ nhận sức hot từ nhân vật La Bu Bu khi theo thống kê mới nhất, chỉ trong vòng 3 tháng, người Việt đã chi gần 7 tỷ để mua La Bu Bu, tương đương khoảng 49.000 sản phẩm. Để đua trên La Bu Bu nhưng theo phiên bản không có kinh phí, mới đây một nhóm học sinh đã tự thiết kế theo phiên bản handmade. Chỉ có điều thành quả tạo ra khiến ai xem cũng giật mình vì cứ tưởng đây là La Bu Bu phiên bản bị nhiễm phóng xạ. Cụ thể, nhóm học sinh đã dùng bút màu vẽ hình nhân vật La Bu Bu lên trang giấy, sau đó cẩn thận cắt ra theo tỷ lệ gần giống với hàng riêu. Tuy nhiên, giao diện của La Bu Bu thì trông nó lạ lắm, với đôi môi đỏ chót, ánh mắt vô hồn, thậm chí là còn có cả ria mép, khiến ai xem cũng không khỏi giật mình. Sau khi hoàn thành xong tác phẩm độc lạ Bình Dương, nhóm bạn đã gắn La Bu Bu vào cặp của mình, mang nó lên người và bỗng nhiên cảm thấy sang lên hẳn khi cuối cùng cũng đua trend thành công. Bên dưới đoạn clip, nhiều người đã cho rằng khi mới lướt qua còn nhầm tưởng đây là bùa ngải ở Thái Lan, cho đến khi xem đến ảnh cuối mới ngớ người vì hóa ra đây là La Bu Bu nhưng mà là phiên bản bị nhiễm chất phóng xạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.